Thì bây giờ trước hết thì cứ trình bày đi rồi sư sẽ tùy theo sư trả lời giải đáp thắc mắc. Môn Phật Bạch Sư là con xuất gia bên Bắc Tông được 3 năm, đã vào giới sa di và đã tốt nghiệp sơ cấp Phật học quận Tân Bình 2 năm. Thì trong quá trình tìm hiểu, con có đi tìm hiểu một số chùa bên Nguyên Thủy, con thấy con có duyên thích hợp với bên Nguyên Thủy hơn. Và con cũng rất thích tiếng Bali và nghiêng cuốn kinh Nikaya, cho nên là con quyết tâm con đường tu của con sau này sẽ đi theo bên hệ thống Nguyên Thủy. Cho nên vừa rồi Khu Lan Quật con đã xin phép sư phụ và cho con được hoàn tục, được xuất gia đại bên hệ thống Nguyên Thủy, và sư phụ cũng rất là nguyên hỷ. Và con cũng đang trong quá trình tìm hiểu các chùa bên Nguyên Thủy, nếu cử đi chùa nào thì con sẽ xin thầy Bổn Sư xuất gia đại cho con, và đó là nguyện vọng của con sau này. Thì trước hết á, chú có một cái nền tảng cũng khá là tốt. Tuy nhiên cái này là chung cho tất cả những cái trường hợp mà xuất gia theo cái Phật giáo. Cái này là quy định từ Đức Phật chứ không phải là bây giờ mới có. Có nghĩa là bất kỳ ai chỉ trừ cái dòng họ Thích Ca, thì khi mà muốn xuất gia đó thì phải có ít nhất là 3 tháng. Thì 3 tháng ở đây đó là để chi? Để học những cái gọi là những cái thủ tục của cái Phật giáo. Ví dụ như là mình học những cái bài kinh của hệ phái. Chẳng hạn như Phật giáo Nam Tông thì có những cái bài kinh của Phật giáo Nam Tông. Và cái thời gian mà xuất gia chính thức ấy, nó phụ thuộc vào cái việc là học nhanh hay học chậm. Có những vị học nhanh, ví dụ như sư không nói sư học nhanh, nhưng mà sư học thì khoảng 8 tháng, thì 8 tháng hay 6 tháng gì đó sư không nhớ, thì xuất gia. Rồi có vị học nhớ chậm hơn thì có thể 1 năm, 2 năm. Khi nào mình học xong những cái bài kinh cơ bản đó rồi đó thì mình có thể xuất gia. Tại vì đó, không cần biết là mình có trí tuệ hay không, mình có thể mình thực hành thiền định giỏi, có thể mình là thuyết pháp giỏi, có thể mình nhớ kinh này nọ giỏi, nhưng mà đó, phải biết là đạo Phật thời nay nó cũng có những nhiều cái điểm khác. Khi mà mình đi ra đó thì người ta sẽ nói: ủa ông sư sao không tụng kinh, không lẽ mấy cái bài kinh cơ bản không thuộc? Rồi chư tăng ai cũng tụng hết, tụng chúc phúc cho Phật tử chư tăng ai cũng tụng hết, mà mình tụng không được, mình im re là mọi người sẽ đặt cái dấu hỏi học hành như thế nào mà như vậy, mấy bài kinh cũng không có thuộc. Cho nên đó là những cái cơ bản. Là cái yên tâm thì cũng không có tới mức mà như Phật giáo Bắc truyền là phải học thuộc cái bài Chú Lăng Nghiêm đâu, không có tới mức độ đó. Tại vì kinh Bali đó, tiếng Bali nó có vần, nó có điệu, cho nên là tụng lên nó rất là dễ thuộc, nó giống như là kệ thơ, kệ thơ Anicca vata sankhara ba. Nó có cái điệu, nó có lên xuống âm điệu. Mặc dù nó không phải là hát, nhưng mà nó có âm điệu, cho nên là mình có thể dễ thuộc. Cái thứ nhất, cái thứ hai là những cái bài kinh tụng đó là đều xuất phát từ tiếng Pali hết, cho nên là mình có thể dịch hiểu nghĩa. Và kinh nghiệm của sư là những cái bài kinh nào mà khi mình tụng lên mình hiểu nghĩa đó, mình thuộc nhanh hơn. Cho nên là cái lớp Pali ở chùa Nam Tông này là một cái lợi thế với những ai mà đang theo cái lớp này. Sau này học kinh rất là dễ, bởi vì đọc tới đâu, tụng tới đâu, hiểu nghĩa đó, thuộc rất là nhanh. Không biết là khi những cái ngày Tam Tạng á, các ngày một lần, các ngày học là các ngày học 3 trang, 4 trang một lần. Trong khi đó mình đọc gần chết luôn ngày 3 4 dòng,
có khi thuộc tên thuộc chú không được. Nhưng mà khi mình thuộc hiểu ý nghĩa thì mình tụng á, thuộc rất nhanh. Bởi vì bản thân cái bài kinh nó không phải là chú, không phải là thần chú, đọc là hiểu nghĩa, cho nên nó mới có năng lực nó hóa giải, nó mới có cái năng lực mình chúc phúc. Ví dụ như mong cho quý vị được an vui thì mình hiểu tiếng Bali được an vui nó là cái gì. Sắp đê sắp ta áo ra tú mong cho tất cả chúng sanh được an vui, mình thực sự hiểu như vậy cái tâm từ mình mới phát sanh được. Cho nên đó là một cái lợi thế và cũng là một cái yêu cầu cơ bản khi mà một người muốn xuất gia theo hệ phái Nam truyền. Còn cái thứ hai đó, cái này thì không phải nơi nào cũng có, đó là mình phải gột bỏ đi những cái sự hiểu biết cũ của thế gian và của những cái hệ phái. Tại vì đó, sư không nói là Phật giáo phát triển, Phật giáo Bắc Tông, Nam Tông, Hòa Hảo hay là khất sĩ bất kỳ cái hệ phái nào. Nếu như tu không đúng bát chánh đạo thì vẫn là đi theo con đường tà đạo như thường. Còn nếu như anh theo đạo Chúa mà anh tu theo đúng bát chánh đạo thì anh vẫn là anh tu đúng. Nhưng mà anh chắc chắn nếu mà tu bát chánh đạo thì người ta sẽ có niềm tin nơi Đức Phật, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà hiểu ý sư muốn nói, không cần biết anh thuộc hệ phái nào, tu không đúng bát chánh đạo là tu lạc, tu sai đường. Vì vậy cái điều thứ hai, cái điều này không phải chùa nào cũng có, đó là chỉnh đốn lại, sắp xếp lại những cái tri kiến, cái sự hiểu biết của cái người mà muốn xuất gia. Trong suốt cái thời gian đó, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, chỉnh đốn lại để cho họ là người có chánh kiến, biết được đâu là lời Phật dạy, đâu không phải là lời Phật dạy. Chứ còn bản thân sư khi mà sư hướng dẫn những người xuất gia, sư hướng dẫn, sư nghĩ là nếu như không lẽ bây giờ mình không cho họ một cái chánh kiến, để rồi mai mốt họ xuất gia đắp y mang tiếng tỳ kheo đi ra ngoài, thể mà Phật tử họ khổ gì đó cứ kêu là thôi làm cho tặng, cứ thôi cứ cúng dường, bố thí cúng dường càng nhiều càng tốt, càng nhiều còn có phước, cứ kêu người ta thôi cứ bỏ tiền ra cúng, thì sư e là phải nhìn lại Phật tử, cái chuyện mà họ bố thí cúng dường đó là do đức tin, chứ không phải là mình ra ngoài mình kêu gọi họ làm mình làm kia. Hay là sư cũng không ủng hộ cái chuyện xuất gia suốt ngày lo mấy cái chuyện từ thiện xã hội, nó cũng đi lạc. Bổn phận người xuất gia là tu tập, hiểu những cái đó là mình có chánh kiến. Cho nên cái nhiệm vụ thứ hai mà một cái người chuẩn bị xuất gia, mình gọi là tịnh nhân hoặc là cái người giới tử, đó là mình phải chỉnh trang lại những cái hiểu biết cũ để mình là một người có chánh kiến. Nhờ như vậy thì sau này mình là một vị sư xuất gia rồi, mình hướng dẫn Phật tử nó mới đúng chánh kiến được. Quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì sao? Mỗi một lời mà mình nói ra nó là đại diện cho pháp bảo. Khi mà mình nói đúng chánh pháp, vô số chúng sanh có lợi ích, người nghe ở đây có lợi ích, chư thiên có lợi ích, phi nhân có lợi ích. Nhưng khi mà mình nói sai pháp, người ta nghe theo, người ta tưởng thiệt, mình đi địa ngục, người nghe đi địa ngục, tất cả những người tin tưởng mình đi chung xuống địa ngục. Cho nên cái việc nói pháp rất là quan trọng. Do đó cái nhiệm vụ thứ hai vô cùng quan trọng, mà xin nghĩ là một số nơi thì họ lại không có chú trọng cái việc này. Tôi không dám gom hết, không vơ đũa cá nắm, nhưng mà cái nơi mà thật sự lo cho cái vấn đề chỉnh đốn tri kiến không có nhiều. Nhưng mà hệ phái Nam Tông thì thấy nhiều chùa cũng được cái chuyện này, chắc phải không? Thì chùa Nam Tông chỉ là một trong số đó. Nếu như mà xuất gia ở đây thì đây là hai cái mà sư lưu ý.
Cái thứ ba là cái cũng nằm trong cái việc mà một cái người tình nhân hay là một cái người giới tử cần làm khi mà trong cái thời gian mà chờ xuất gia đó, là làm công quả. Cái này là cái chuyện hiển nhiên, bởi vì chư tăng đại diện cho tăng bảo, Phật tử họ bố thí, họ cúng dường bằng cái đức tin. Nhưng mà mình còn là một người cư sĩ, mình chưa phải xuất gia, thì mình dùng cái của đàn na tính thí đó, đó nó rất là nặng, nó rất là nặng nề, tại vì nó nhiều phước. Mình phải có cái phước như thế nào đó để mình cân bằng lại thì mình mới có thể dùng nó một cách thoải mái. Chứ không phải là mình thấy mình cứ vô mình ăn suốt như vậy, mình ăn ăn cái phước mình. Chứ mình không có phải là mình ở đâu người ta cho, cái mình đang hưởng dụng là cái phước của mình. Nhưng mà do mình chưa có được cái phẩm hạnh của một vị xuất gia, cho nên là cái phước của mình nó cũng hạn chế. Mình thọ dụng những cái vật đó thì mình nên tạo phước. Cái phước nó có nhiều cách. Cái thứ nhất, phước bố thí. Mà bố thí bây giờ thì mình cũng là một nửa xuất gia rồi, thì tài sản đâu bố thí. Cho nên là mình chỉ còn các hình thức phục vụ. Nhưng mà sư không có đặt nặng cái vấn đề phục vụ quá nặng, phục vụ một chừng mực nào đó thôi. Ví dụ như ở chùa Nam Tông, quý vị biết là cái sân nó có chút xíu rồi. Thường mà hồi trước mà sư làm giới tử mà sư quét sân sáng, quét chừng 45 phút một tiếng là xong nguyên cái sân, không có nhiều, là xong buổi sáng rồi đó, là coi như là mình bắt đầu mình đi học, mình đi làm, đi làm cái này cái kia, không còn cái chuyện mà mình lao tác nữa, mình lao động nữa. Còn buổi chiều 3:30 lao chánh điện, lao chánh điện tới cỡ, nếu mà dư thời gian thì xuống lao thiền đường xong rồi cỡ 4:30, 5:30, có nghĩa là một ngày mình lao động chừng 3 tiếng. Nếu mà so với ở ngoài đời đó sư nói thì 3 tiếng đồng hồ không biết đủ chén cơm chưa, nhưng mà ở chùa mang tiếng lao động chỉ lao động như vậy thôi, hoặc giỏi lắm là mình làm gì, rửa chén, rửa mấy cái chén. Người nhà chùa đâu có bao nhiêu người, chừng có cả chục người cũng không bao nhiêu. Nó cũng là một lợi thế của chùa nhỏ thì việc cũng ít, chùa lớn thì việc nó nhiều. Sư thấy một số chùa lớn, sư nói thiệt chứ, tịnh nhân cư sĩ làm việc từ sáng cho tới tối, sư phải nói là không có thời gian để họ học. Nói chùa không dạy thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà thực tế là không có thời gian để học làm suốt. Mà nhiều nơi thì một số nơi sẽ thấy sao mà giữ người ta làm cư sĩ lâu quá, giữ gì đâu mà làm tới 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, nhiều lúc làm bao nhiêu năm trời chưa cho đi tu, chưa cho xuất gia, thì sư e là nó có vấn đề. Trong khi đó thì những cái ngôi chùa thuộc hệ phái Nam Tông mà tương đối không có lớn quá, tại vì chùa lớn quá thì nó có những rắc rối của chùa lớn, thì cái việc mà lao tác á, thường nó không có nhiều, thật sự không có nhiều, không tới mức mà chiếm trọn cái thời gian đâu. Như tôi nói, bên sáng nó có 1 tiếng, 2 tiếng, chiều cũng có 1 tiếng, 2 tiếng, đó là xong. Thời gian còn lại để cái gì? Để học. Học cái gì? Học kinh tụng và học giáo pháp. Học pháp để sửa sang lại cái tri kiến. Và nếu như những cái trường hợp xuất gia ở chùa Nam Tông đó, thì sư là người hướng dẫn về cái pháp học, có nghĩa là học về cái giới luật này, học về giáo pháp để sửa sang lại cái tri kiến cho mình. Thường không quan trọng là cái người đó có sau này có xuất gia ở chùa Nam Tông hay không, ở cái ngôi chùa này hay không, và những ngôi chùa khác cũng vậy. Khi mà hướng dẫn một cái người giới tử, không đặt nặng vấn đề là thật sự cuối cùng người này có xuất gia ở chùa của mình hay không, không quan trọng.
Có khi là vị đó ở được chừng tháng, ở chừng được tuần, ở chừng được ngày, họ về cũng không chừng. Hoặc có nhiều người tới cái lúc mà chuẩn bị làm lễ phúng tóc, chuẩn bị làm lễ xuất gia đó, về đủ thứ lý do, về cũng không sao. Cái quan trọng là suốt cái thời gian mà ở lại chùa đó, chư tăng hết lòng hướng dẫn quý vị, quý vị tiếp thu như thế nào, quý vị phát triển ra làm sao thì hoàn toàn là do quý vị. Chứ chư tăng không bổ béo nữa. Hướng dẫn quý vị phải nói là toàn bộ đầu tư không có thu lại gì. Không lẽ giờ nói mà cái chuyện mà mình quốc sân là cái chuyện mà chư tăng thu về sao? Không phải ha, cái đó là hiểu. Việc xuất gia làm giới tử yên tâm yên chí là chư tăng hỗ trợ hết, hỗ trợ tạo mọi điều kiện. Và ngay cả cái việc mà sau này đó, sau khi mà thọ giới rồi, nếu như có cái khả năng thì cũng tùy, ví dụ như có khả năng thuyết pháp thì sẽ tạo điều kiện để thuyết pháp là một vị pháp sư. Có khả năng mà nghiên cứu Phật pháp thì sẽ tạo điều kiện để cho nghiên cứu Phật pháp. Hoặc là có khả năng về một vấn đề gì đó lợi ích cho mình và lợi ích cho người trong cái con đường tu tập. Chứ thực sự mà nói bản thân sư và bản thân ngay cả chủ trì cũng không ủng hộ cái việc là mình đào tạo ra một người dưới điểm trung bình để rồi tối ngày chỉ có đi tụng đám. Ông thầy tu không phải ông thầy tụng. Không chủ trương đào tạo ra một người sau này chỉ đi tụng đám kiếm tiền, không. Hoặc là một người không có lòng cầu tiến, không có trí tuệ, không chủ trương. Quý vị tu ở đâu thì đó là phước phần quý vị. Nhưng mà khi tu ở chùa Nam Tông thì một là phải trên thân bình, có nghĩa là kinh kệ tốt, giáo lý nắm. Chứ không phải mình làm sư rồi sao mình giúp đặt cánh mai là không được. Phải có giáo lý, phải hiểu giáo lý. Cái thứ ba, có khả năng hành trì. Rồi cái cuối cùng, nếu như mà có khả năng giúp đỡ mọi người, có khả năng hoàn pháp cái mà mình hiểu biết đó thì càng tốt. Nhưng nếu như mà không được thì thôi, không sao hết. Nhưng ít nhất mình phải là một ông sư có chất lượng. Có nghĩa là mình có nội hàm, có pháp học, có pháp hành, có giới, nhất là có giới. Chứ không phải là đào tạo ra một người chỉ biết tụng kinh, đi tra tăng, kiếm bầu thơ. Chùa Nam Tông không nhận những người như vậy. Và đương nhiên là trong suốt cái quá trình tập tu ở đây, và cái này sư nói là ở môi trường chùa Nam Tông thì cũng áp dụng chung luôn cho những cái môi trường khác, thì chư tăng sẽ nhờn ngó quý vị, vẫn thả lỏng quý vị muốn làm gì đó làm. Nhưng mà theo cái tự do quý vị thì chư tăng sẽ biết cái con người này tính tình như thế nào, có dễ dạy hay không, có nghĩa là nói biết nghe hay không, có dễ tiếp thu cái lời dạy hay không, và có được cái ý hay không, sẽ biết được cái con người này có thích hợp để mà độ lên làm một vị sư hay không. Chứ còn như sư nói, không chủ trương mà đào tạo ra một vị mà dưới trung bình thì không ổn. Đó là cái mà chư tăng yêu cầu. Và đương nhiên thì ở đây là mọi người nhìn ở ngoài thì có vẻ như là cũng phù hợp yêu cầu, nhưng mà do có quay lại để cho sau này có những người, những vị đó mà muốn xuất gia thì những vị đó có thể nghe những yêu cầu cơ bản khi mà xuất gia là cái gì. Thứ nhất là một người giới tính rõ ràng. Một người mà giới tính không rõ ràng thì không cách chi so xuất gia được. Sư lấy ví dụ mang cái thân nam mà lại thích đàn ông, trong chùa toàn đàn ông, không đi vô trong đây phá hay là cái gì, thấy chưa? Không phải là kỳ thị quý vị, nhưng mà quý vị đi vô trong đây toàn chứ tăng toàn đàn ông không, mà quý vị thích đàn ông thì vô trong đây
là sẽ có chuyện. Đó là chuyện đương nhiên, cho nên người giới tính không rõ ràng không thể xuất gia. Cái thứ hai, tuổi thì tối thiểu là 7 tuổi là được xuất gia rồi, nhưng mà phải cha mẹ đồng ý, trừ khi cha mẹ chết rồi thì thôi. Còn 20 tuổi, 30 tuổi vẫn phải cha mẹ đồng ý mới được xuất gia. Còn vợ con đồng ý hay không thì luật không có kể. Nhưng mà thời nay nếu như có vợ có chồng thì vẫn tốt nhất nên sắp xếp gia đình. Rồi cái nữa là những cái căn của mình nó phải đầy đủ. Không có chuyện mà cục tay cục chân, hoặc cái chuyện mà đầu óc nó tinh tửng thì không được. Nói chung là có vấn đề, thậm chí có vấn đề về mặt tâm thần là không được. Tại vì người ta nói sau này, nó ông sư bị khùng. Họ nói thôi ông sư không, ông tinh tửng vậy đó, thôi đừng chắc ông. Nói gì đâu được. Cái đầu vô thì mình phải đảm bảo chất lượng trước rồi đó. Còn một cái vấn đề nữa đó là mình không có bị bệnh truyền nhiễm. Chứ không lẽ giờ nói sư bị sida thì sao được, đúng không? Cho nên không bị bệnh truyền nhiễm là cái yêu cầu bắt buộc. Rồi không bị nợ nần. Cái này là giới luật chứ không phải là tự sư chế ra. Không bị nợ nần. Rồi cái nữa là không bị truy nã. Người có tiền án không sao hết, tiền án tiền sự không sao hết, nhưng mà không bị truy nã. Chứ để ông vô ông đi trốn tránh truy nã là kẹt lắm. Đó. Thì đó là những cái điều kiện cơ bản. Rồi còn cái vấn đề gì hay không? Dạ xin cho con xin đóng. Dạ con xuất gia là do nhất là con cái cuộc sống này, nói chung thấy cái sự xuất gia là nó có giá trị nhất trong cuộc sống của con. Dạ, trong kết luận là thấy như vậy. Thứ hai là con hành có hành thời gian mấy anh trời là niệm Phật á sư, mà niệm theo thiền định. Dạ, thì chỉ tập trung vô trong cái niệm thôi. Thì khi mà gợi cái niệm nó ra thì cái dục với lại cái tưởng này kia nọ nó lại nổi lên cái gấp đôi, nó như là nó nổi lên lớn hơn lúc mà ý là lúc niệm thì nó không bị mà ấy nổi. Thì sau này mới tìm hiểu, không mới tìm hiểu thì nó mới qua mình cái giáo pháp của năm truyền á, thì là đối diện với nó luôn. Là khi mà những cái đó nó hiện ngay đối diện với nó thì cái duyên thì con biết được cái ngày Mai Si ở bên Miến Điện là cũng do cái pháp hành đó. Thì theo pháp hành thì thấy cái sự an với cái sự mà gọi là tự mình thấy thôi, thấy nó an với lại nó tương tiến thì mới thấy có duyên với bên bên hành pháp của Nam Tông. Thì thật sự tâm nguyện của con là muốn thọ giống như là thọ tu á, với lại hành pháp là pháp của chùa mình là cũng như là hành mà quán như ngày Mai Si hả? Chứ tôi thấy đó, là sau khi mà thành một vị sư rồi thì tương đối tự do. Vì đó tu hay không tu thì tương đối tự do. Tối nhất là đối với một số vị là không có thầy. Mà nếu như á mà mình tu dở mà nó không có thầy thì nó kẹt. Rồi đôi khi nếu mà mình ở một cái chú xứ nào đó mà mình tu dở quá mà mình lại làm ảnh hưởng đến cái việc mà tu học của những người khác thì mình sớm muộn mình cũng sẽ bị đuổi đi. Cho nên có một số vị thì cũng mang tiếng là xuất gia nhưng mà ở đây được một vài tháng thì nhảy qua chỗ khác được vài tháng. Tại vì chư tăng mà ở cái chỗ đó họ nhắm khuyên giải mà một thời gian khuyên không được là trục xuất đi ra khỏi chỗ khác. Xin nói như vậy để làm cái gì? Có nghĩa là khi mà trở thành một vị sư, cái việc tự do nó rất là lớn.
anh tu được thì đó là lợi ích của anh, còn anh không tu thì đó là cái thiệt hại của anh. Đối với Phật giáo Nam Truyền, cái tự do tu tập đối với mỗi người cố định nó cũng như vậy. Cho nên là bản thân sư hiện tại bây giờ ở chùa thì chỉ có mỗi một mình sư trong cái việc hoằng pháp, hướng dẫn mọi người cái lớp giáo lý, và sư cũng mong là gây dựng một cái hội chúng có tu tập, để chi khi mình có một cái hội chúng có tu tập ấy, thì nó sẽ cải thiện cái môi trường. Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người sẽ cải thiện cái môi trường, và cái ngôi chùa này sẽ trở thành một ngôi chùa mọi người chuyên môn tu tập, không có dễ vui, có giới, có định, có tuệ. Và để được như vậy đó thì nó có phương pháp đấy, có phương pháp tu. Đầu tiên là mình phải giữ giới, đó là bắt buộc phải giữ giới. Chứ còn giới hạnh anh kỳ cục quá thì xin thưa là chắc anh đi chỗ khác anh tu. Tiếp theo là cái pháp môn mà hành trì đó, thì tôn trọng cái phương pháp tu tập của tất cả mọi người, nhưng mà phải đúng chánh pháp. Ví dụ như chú tu tập theo cái truyền thống ngạn la si, nhưng mà sư cũng phải xem coi cái truyền thống mà chú đang theo đó, bản thân ngạn la si thì cái truyền thống đó thì sư biết, nhưng mà chú có tiếp thu đúng đắn cái truyền thống đó hay không, có tu hành đúng theo chánh pháp mà như là truyền thống la si đã hướng dẫn hay không, thì cái đó phải xem lại. Tại vì không phải nói là cái tu theo truyền thống ma si là cứ chắc chắn đúng đâu. Bản thân ngày ma si là ngày tu đúng, nhưng mà mình tu theo ngày thì chưa chắc. Và cái khuynh hướng mà hướng dẫn tu tập của sư đó là hướng dẫn dựa trên chánh tạng, chứ không phải là hướng dẫn mà dựa trên thầy tổ. Thời nay người ta tu theo tổ nhiều hơn tu theo Phật, cứ mở miệng ra là tu theo tổ, tổ này tổ kia, mà thiếu đi cái sự xem xét có đúng với chánh pháp hay không thì phải coi lại hết. Và đương nhiên nếu như mà học đạo với sư thì sư họ xuất gia ở đây thì sư sẽ là người hướng dẫn, và quý vị sẽ theo cái sự hướng dẫn của sư, và đương nhiên quý vị sẽ quyết định coi coi là sư hướng dẫn như vậy có đúng chánh pháp hay không. Nếu như sư không đúng, hướng dẫn không đúng chánh pháp, thì quý vị có quyền một đổi thầy, hai đổi chùa, đó là quyền của quý vị. Nhưng mà trong suốt thời gian quý vị tu tập ở đây phải theo sự hướng dẫn của sư. Nếu như muốn tu theo cái truyền thống ma si, sư sẽ hướng dẫn theo đúng truyền thống ma si, nhưng mà vẫn phải y cứ trên chánh pháp, chứ không phải nói là tu ma si nhưng mà ma si của cái vị thầy này dạy ma si nó khác, thầy kia dạy ma si nó khác, không căn cứ trên chánh tạng là để qua một bên. Nếu cần thiết dẹp luôn hai ba chữ ma si, sư trân trọng nghe ma si nhưng mà để qua một bên. Đầu tiên quý vị phải xem xét trong chánh tạng Đức Phật dạy cái chỗ đó như thế nào trước cái đó, nắm cái gốc trước, rồi sau đó mình tìm hiểu ngài ma si dựa trên cái góc đó ngài khai triển ra như thế nào, sư ủng hộ hơn. Đó là cái cách hướng dẫn của sư. Còn nếu như mà chú hâm mộ với truyền thống ma si, muốn có một cái nơi mà toàn những vị hành thiền theo truyền thống ngài ma si thì cũng có một số nơi như vậy. Ở Việt Nam sư không biết không, chứ ở Miến Điện thì đầy. Thì chú có thể tìm hiểu những cái nơi nào tu tập theo truyền thống ma si thì chú có thể theo. Nhưng mà sư thì sư gợi ý là nên tham khảo cái truyền thống của Đức Phật theo đúng chánh tạng, rồi sau đó quyết định nó vẫn tốt hơn. Dạ, dạ sư là ý của con á, là như là không cố chấp theo cái mà cái hành
cái hành của ngày mai si. Mà tại vì theo con cũng tìm hiểu là ý là cái đó là cái quan sát đó. Mà thì ngày thì có người thì quan sát thì theo con kinh nghiệm của con anh nó chỉ là hợp thôi, nó không có chính xác lắm. Dạ. Thì cũng định niệm hơi thở hay là quán chiếu hơi thở, còn lại si là phòng xẹp và niệm trên cái định danh trên cái những cái mà nó hiện ra. Thì ý của nó là cái quan sát chứ không nhất. Nói chung là con cảm thấy quan sát cái kiểu ngài si thì nó an, nó không nhất thiết là phải MIC. Là nhiều lúc định niệm hơi thở thì nó cũng ý con hỏi là trong cái hành pháp của chùa mình đó là có sư rất là linh hoạt. Những vị nào thực hành thiền chỉ, sư sẽ hướng dẫn thiền chỉ. Trong thiền chỉ có 40 đề mục. Vị đó thích hợp đề mục nào, sư sẽ hướng dẫn đề mục đó phù hợp với từng người, với sự không cạo bằng. Không lẽ giờ mình thích ăn canh chua mà nó phải cay thiệt là cay, rồi mình đem ra mình đãi người ta, mình cũng pháp bắt người ta ăn giống như mình. Cách hướng dẫn của sư, người nào thích hợp cái đề mục thiền chỉ nào, sư hướng dẫn đề mục thiền chỉ đó. Đề mục thiền quán tứ niệm xứ, sư sẽ hướng dẫn mọi người đủ cả thân thọ tâm pháp. Và vị đó rành rẽ về, có khuynh hướng về cái đề mục nào trong bốn cái pháp quán thì sẽ cho vị đó nghiêng về cái phương pháp đó. Ví dụ như có người thích thân quán niệm xứ thì ngày mai si là chuyên nặng về thân quán niệm xứ, vị đó hành theo thân quán niệm xứ rất là tốt. Nhưng mà có những vị vị đó lại giỏi về cái tâm quán niệm xứ hơn. Không lẽ giờ mình cứ đè ra bắt là thôi cứ quán thân trên thân, bắt phòng xẹp, trong khi đó vị đó giỏi về tâm. Nếu mà tu tập tâm quán niệm xứ vị đó sẽ giỏi hơn. Thì sư sẽ hướng dẫn tất cả các bốn cái, rồi tùy theo vị đó có khuynh hướng về cái gì thì sẽ tu tập theo đúng cái khuynh hướng cái đó. Sư không chủ trương cạo bằng, có nghĩa là tu chỉ dạy đúng một pháp thôi, rồi ai hợp thì tu, không hợp thì cũng ráng mà tu. Sư không chủ trương, tại vì mọi người đều chỉ tu được có một cái thì nó kẹt lắm. Sư rất là mở. Đối với sư, pháp hành thiền chỉ phù hợp đề mục nào hướng dẫn đề mục đó, pháp hành thiền quán phù hợp đề mục nào hướng dẫn đề mục đó. Nắm ha. Thì cho dù mà quý vị muốn xuất gia theo một cái chùa nào cũng vậy, thì đầu tiên là theo như bây giờ thì nên để cho chùa quen mặt từ trước. Chứ còn cái người lạ vô thì thời nay mỗi gì biết là đặt xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Nên để cho chùa quen mặt mình trước. Ví dụ như mình thường xuyên lưu tới cái chùa đó, muốn xuất gia ở chùa nào đầu tiên thường xuyên nên lưu tới cái chùa đó để mọi người quen mặt và cũng hiểu cái tính tình của con người này nó ra làm sao. Tại vì mình tới lưu thường xuyên thì người ta sẽ nắm được cái tính tình của mình. Rồi tiếp theo đó, nên đặt vấn đề với vị trụ trì đó, ví dụ như con xuất gia đó, muốn làm giới tử. Thì khi đó thì xin hẹn một ngày để mà đưa dình lên, ví dụ như đưa mẹ lên, đưa cha lên, nếu như còn cha còn mẹ, đưa lên để trình bày với vị trụ trì ở cái chú xứ đó. Cũng như tốt nhất là mình chuẩn bị luôn một cái lý lịch là để đảm bảo là cái con người này biết họ là ai. Chứ nhiều lúc nhìn mặt biết mặt chưa biết lòng, phải biết được vị này là ai đó, ở địa phương đó có thiệt hay không. Chứ để tới hồi mà cho vô rồi cái chú hút mê quyền chùa ôm chuông đi thì chịu thua. Thời nay thì cái người mà nó bất thiện nhiều, cho nên là phải có những cái biện pháp như vậy. Thì cái này sư hướng dẫn chung cho tất cả, đi tất cả những cái ngôi chùa. Thì hai vị có thể tìm hiểu
những cái ngôi chùa khác, xem coi cái nơi nào có giới, có định, có tuệ phù hợp với quý vị, thì quý vị đặt cái nơi đó, chọn nơi đó để xuất gia. Và ở chùa Nam Tông thì gọi là cái điều kiện yêu cầu trước đó không nói làm gì, nhưng mà về sau khi mà sư là người đứng ra sư hướng dẫn, vì đó phải có giới, phải biết giữ giới, ra sau này làm sẽ như làm tỳ kheo phải giữ được giới. Cái thứ hai phải có giáo lý, không có nói chuyện mà bây giờ tôi tu thiền tôi khỏi học giáo lý, sư không đồng ý, trừ phi già gần chết thì bỏ đi, còn trẻ là phải học giáo lý. Tiếp theo nữa là có phương pháp hành thiền. Phương pháp hành thiền thì như sư nói, tùy theo căn cơ sở tánh của mỗi người sư sẽ hướng dẫn khác nhau. Tiếp theo nữa, yêu cầu tiếp theo nữa phải là một người dễ dạy, nói phải nghe. Đương nhiên nói đúng thì nghe, nói sai không cần nghe vẫn được, nhưng mà dạy phải nghe. Chứ không phải nói mình đem nguyên cái sở thích của mình ở ngoài đó rồi mình đem ra đây. Chư Tăng nói thì kể Chư Tăng, mình thích làm gì đó mình làm là không được. Đó là cái yêu cầu để ra đào tạo ra một ông sư trên trung bình. Và đương nhiên là vị đó có tiếp tục ở chùa hay là đi nơi khác thì ít nhất không phụ cái tấm lòng mà sư dành cho người đó nếu như người đó xuất gia ở chùa. Còn đương nhiên nếu như trong quá trình đó sư thấy không hợp thì thôi sư không hướng dẫn nữa, hoặc vị đó thấy không hợp thì vị đó có thể đi chùa khác, cái đó là tùy. Rồi, còn cái vấn đề là nữa hay không? Dạ, dạ sư, là bước đầu tiên là mình làm sao rồi? Nên quen thuộc với cái nơi mà mình có ý định xuất gia trước. Ừ. Có nghĩa là mình nên dành thời gian mình lui tới thường, để mình ví dụ như quen Chư Tăng đầu tiên cũng quen mặt chùa, cũng quen mặt rồi mình cũng làm quen dần với cái môi trường ở chùa. Ừ, tới lưu thường, tới lưu thường phải tới mình ngồi mình nói chuyện mình tắm dốc, phải tới có thể tới học pháp, có thể tới công quả, nhưng mà sư thì cũng không có đặt nặng về công quả, nhưng mà tới lưu thường ví dụ tới đi hỏi đạo hoặc là tới này nọ kia để mà làm quen, ít nhất là Chư Tăng quen mặt trước, sau đó đặt vấn đề với vị trụ trì. À, rồi dắt cha mẹ lên. Ừ. Ví dụ như chùa Nam Tông thì chỉ việc là tới mỗi chủ nhật đó, tới thì thường có những cái khóa học, chứ còn ngày thường mà lên thì cũng chả có gì cả. Ừ. Như vậy. Ủa, sư cho sư nói là mình tới lui có một cái điểm nào đó để mình cảm biết là mình có là mình được giống như là thì tới lui tìm vài ba tuần gì đó rồi hỏi xin gặp vị trụ trì, xin gặp trụ trì mà hồi trước thì học ở trung cấp hả? Dạ, một Phật mới học xong sơ cấp. À, sơ cấp. Sơ cấp thì sư không biết là ngày cả thiền hạnh, có biết ngày cả thiền hạnh không? Thiền hạnh. Dạ, không. Thì thường ngày dạy trung cấp với cao đẳng Phật học nhiều. Dạ, chưa, con chưa học trung cấp. Ừ. Chú, tại vì vị này đó, là có cái nền tảng rồi, cho nên là cũng dễ hơn là nếu như á mà muốn xuất gia chùa Nam Tông thì có thể là đặt vấn đề với ngài cả trụ trì, rồi đưa cha mẹ lên, không phải sẽ phân biệt, nhưng mà cái vấn đề là cái vị này là từng xuất gia rồi, cho nên là nó bây giờ xuất gia lại thì phải năm chùa Nam Tông nó cũng
tương đối nó dễ hơn, tại vì mọi người có thể dễ nắm lý lịch đơn giản, hỏi trước tu chùa nào, gọi điện chùa kia chùa đó, hồi trước người này tu sao, đó có vấn đề gì không, nó đơn giản, đúng không? Rồi, còn vấn đề gì nữa không? Không có, mình nghĩ. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu desanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu mam param. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.